We interact, we connect, and we have fun. Lead Gang, chúng mình giao tiếp bằng tiếng Anh và tổ chức các sự kiện bằng tiếng Anh. Và hôm nay, buổi workshop này cũng đã nhận được sự bảo trợ của B2, ứng dụng luyện nói tiếng Anh. I just want to be honest one more time that if I had known this club when I was young, when I was a student, I must be young, when I was a student and my life could have been a lot better. I mean, my student life could have been more colorful. Yeah. Not very. Berry. 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 You gotta stick your tongue like tongue. Your tongue. I don't know like how to do that. Berry. Berry. Very good. Very good. Mair. Mair. My drop. My drop. Okay. Is it good? Yeah. Is it very very good? Yeah. 10 out of 10. Your 10 turn. Out of 10. Very very good. Good. Well, I'm better, right? I'm sorry. Oh, yes. Come on. Nhiều nước ở châu Á không coi trọng IELTS nhưng họ vẫn nói tiếng Anh tốt. Có vẻ như Việt Nam mình đang thần thánh hóa tiếng Anh phải không ạ? Câu hỏi này hay nha. Dạo gần đây thì IELTS cũng là một cái gì đó nhiều, nó có mở ra cho ta một cái con đường mới, và nó làm cho, và đương nhiên là cái sự thần thánh hóa nó cũng kéo theo tag along, đúng không nào? Mình hiểu điều đó và chúng ta thấy, anh nghĩ là không nên thần thánh quá. Nói chung là IELTS là một cái văn bằng mà anh nghĩ là cực hay. Như là cứ có IELTS là có tất, không phải vậy. IELTS hay tiếng Anh nói chung á, nó cũng chỉ là một cái công cụ thôi. Ví dụ như Li Việt chẳng hạn, Li Việt chỉ dùng tiếng Anh đó để mang tiếng Việt ra toàn thế giới. Đầu tiên thì cảm ơn Lit Gang, cảm ơn B2, ứng dụng luyện nói tiếng Anh và đã cho Li Việt một cơ hội thực sự rất tuyệt vời ở đây ngày hôm nay, và có cơ hội để chia sẻ với rất nhiều bạn trẻ đang mông lung không biết mình làm như thế nào để làm tuổi trẻ của mình nó rực lửa, rực rỡ hơn, làm thế nào để học thêm kỹ năng mới. Thì Li Việt cảm thấy rất là tuyệt vời, rất là biết ơn